Tây Ban Nha ủng hộ nhà đối lập ôn hòa Syria tin từ Madrid. Tây Ban Nha xác định sự ủng hộ đối với đối lập Syria sau khi các nhà lãnh đạo đối lập trong đó có cựu chủ tịch Moaz al-Khatib của Liên minh quốc gia Syria họp hai ngày ở Madrid nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột. Ngoại trưởng Jose Manuel Garcia Magalo đã nói trong cuộc họp báo chung với ông Al Khatib rằng Tây Ban Nha xác nhận có thể giúp cho đối lập Syria khi họ yêu cầu với tất cả sự nghiệp thành giống như một phần tử cho một gia đình đang đau khổ. Ông Al Khatib đã gặp Ngoại trưởng Magalo sau khi kết thúc cuộc họp do Đảng Phát triển Quốc gia Syria tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha. Ông al-Khatib là cựu đạo trưởng chủ trì ngôi đền Yumayyad ở Damascus đã được chọn làm người lãnh đạo liên minh quốc gia Syria được Tây phương ủng hộ trong tháng 11 năm 2012. Ông ta đã bị các thành phần đối lập khác chỉ trích và có lập trường quá ôn hòa đối với chế độ al-Assad. Ông ta đã từ chức sau khi nhiều thành viên của Hội đồng quốc gia Syria phản đối đề nghị thương thuyết với chính phủ al-Assad của ông ta. Ông Al Khatib đã nói trong cuộc họp báo rằng sự đau khổ của người dân Syria hiện giờ là sự đau khổ chưa từng có, cho nên các lực lượng đối lập phải tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này, nhưng giải pháp không thể trả giá bằng sự hy sinh của người dân Syria. Sau cuộc họp hai ngày, thành phần tham dự công bố bản tuyên ngôn Madrid đưa ra những quy tắc đàm phán với chế độ Al-Assad các thành viên tham dự đều đồng ý là ông Bashar al-Assad không thể giữ vai trò gì trong chính phủ chuyển tiếp và tương lai của Syria. Họ cũng lên án sự can thiệp của Hezbollah và yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp bảo vệ chủ quyền Syria.